Sau hơn một tháng đưa vào hoạt động, từ mùng 1 tháng 6 tới đây, chuyến tàu ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An sẽ tăng giá vé lên gấp đôi và bắt đầu thu phí gửi xe. Cụ thể, giá vé đến một ga là 10.000 đồng một khách một lượt, suốt tuyến là 20.000 đồng. Giá cước chở xe máy là 10.000 đồng một xe một lượt. Trẻ em dưới 6 tuổi, xe đạp điện được miễn phí vận chuyển. Trước đó, ngày 15 tháng 4, Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn đã đưa vào hoạt động 20 tuyến tàu ngoại ô từ ga Sài Gòn đi Dĩ An và ngược lại, với giá vé chỉ từ 5 đến 10.000 đồng một lượt và hành khách gửi xe theo tàu miễn phí.